Xin chào mọi người. Chứ video này mình sẽ nói về Ethereum, Ethereum và Ethereum. Ngay bây giờ là 11 giờ 42 phút sáng ngày 22 tháng 7 2023. Mình nhảy vô luôn. À, về điểm sóng thì à, vừa rồi là mình đã có năm cái sóng lên nghe là mình đã chốt đơn cùng nhau rồi. Thì ngay bây giờ là mình đang nằm ở trong cái sóng hồi. Và cái sóng hồi á à, thì để mình zoom ra chút xíu đi ha để mình à... nhớ là cho những người mới bước vô như thế đây. Bạn nhớ là bạn coi hết tất cả những cái tập à, coi ít nhất là 10 tới 15 tập vừa rồi nha. Ờ uh, okay, để bạn hiểu được hết câu chuyện chứ không thì bạn sẽ thấy nó rất là rối. Ok. Thì vừa rồi về đếm sóng lên. Ok mình đã chốt cùng nhau. Uh, mình đã mua bắt đầu mua ở đây. Ok và lên trên này mình đã chốt. Đây là sóng 1, sóng 2, sóng 3, sóng 4 và sóng 5. Ok. Đây sóng 3, một tím tím. Ok. Thì trong cái sóng 5 sóng nhỏ như vậy á thì đó đó là một cái sóng lớn nghe, đây là chỉ là sóng 1. cái à, okay, sóng một à. Ok. Thì đây là cái sóng 2, sóng 2. Thì trong cái sóng 2 như vậy á thì nó có ba sóng Ok, ba sóng. Ok. À, và cái sóng của nó là A, B và C. Sóng A đã xong, sóng B ok thì có thể xong, nghe có thể xong. Nếu mà cái con giá nó lên lại được 1920 thì sóng B có thể tiếp tục vận chuyển cho khác, ngay vận chuyển cho khác ok. Sóng B đây. Ok, có nghĩa là mình chuyển nó chỗ khác. Nhưng ngay bây giờ về mình thấy tất cả những gì mình thấy á thì mình thấy sóng B nó đã xong rồi, xác suất là vậy nghe. À, và cái cái xác suất cao là xuống xuống và xuống và xuống chỗ nào okay. thì đây là b b là có thể là đã hoàn tất ở đây rồi ok hoàn tất ở đây rồi bây giờ là c c đang xảy ra trong sóng c đúng không trong sóng c từ b tới c thì nó sẽ có năm sóng ok và mình sẽ đáp cánh ở khoảng mình sẽ đáp cánh ở khoảng những con số này nha những con số này ok là một một uh, nghìn 1780 và có thể là tới 1710 lần. Nhưng xác suất nếu nằm ở trên 1710 là lên lên và lên, lên lên và lên. Ok. Thì cái vùng này là cái vùng mình sẽ mua vô thu gom vô từ từ. Mình không phải là lúc nó đụng tới con giá 1780 là mình nhảy vô mình mua liền, không phải. Mình muốn nó gọi là tạo một cái móng giống như vậy rồi nó bật bên đi lên lên lên, lên, lên giờ này qua giờ nọ nghe cho từ cho 5 6 7 8 giờ một ngày trời cũng được ok rồi mình mới thu gom vô để mình lên mình chốt cái đơn khoảng cỡ 2004, 000 rưỡi okay. thì vừa rồi là mình đã đã trải nghiệm những cái sóng đi lên rồi thì bây giờ là mình gọi là mình trải nghiệm cái sóng đi xuống rồi trong có gì hết nha những lúc nào giá nó đi xuống thì có nghĩa là mình canh để mình thu gom vô để lên mình chốt đơn cái công thức là mua rẻ bán cao chứ không phải là mua cao bán thấp ok thì bởi vì vậy đây là một thời gian khá là trang nản và ngay bây giờ rõ ràng mọi đã biết mình đang bước vô ngày thứ bảy ok chủ nhật thì thứ bảy chủ nhật thì vẽ là có thể là sai quay giống như vậy nữa ok nếu mà không có một sự đẩy đưa thì nó cũng sẽ sai quay có nghĩa là đi ngang đi ngang đi ngang thôi à, sóng b có thể kết thúc ở ở đây rồi nghe ngoại trừ giá nó bập bên đi lên nó lên hơn một nghìn thì mình có thể di chuyển sóng b ok nhưng mà ok cho là nó nó lên nó lên nó có thể cắn được những con này đi cho nó cắn lên nhưng cuối cùng thì sóng c vẫn xảy ra có nghĩa là nếu mà nó lên nó cắn được những con này đúng không thì cuối cùng nó cũng xuống xuống và xuống ok và cũng sẽ gặp những con này cái đó là những gì mình đang thấy nó nằm trên bàn ngoại trừ nó lên tới được một và nằm trên đó giờ này qua giờ nọ ok thì mình nói nó đã lên luôn rồi là sóng c không không có thể xảy ra trong tiền điện tử bất cứ một cái thứ gì cũng có thể xảy ra hết đúng không thì nhưng mình có những cái móc mình biết là nếu nó cắn cái này á có nghĩa là sóng C sẽ không còn xảy ra nữa rồi. Nếu nó cắn cái con này và nằm trên đó thì không có sóng C xảy ra nữa. Ok. Nhưng mà nếu nếu nó bật bên đi xuống mà nó cắn cái con này 1875 là ở đây, 1875. Ok. Thì mình biết là nó đang nằm ở xuống rồi, xuống, xuống rồi. Cho những người chơi lệnh long short gì đó là uh, future gì đó thì bạn có thể chơi nha. À, dựa theo tín hiệu của mình nhớ là cái 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 tiền mà bọn bỏ vô chơi future cái okay, tương lai á thì gọi là tiền xu tiền cắt thôi. Tiền mà gọi là mình không có quan trọng giống như tiền cà phê vậy đó. Ok. À, thì một cái phần trăm nho nhỏ thôi. Ok thì tới đây bạn có thể là nó khẳng định nếu nó nằm ở dưới 1875 một thời gian khá dài thì mình có thể sôi nó xuống những cái con số này. Vậy thôi nha. Riêng tín hiệu của mình thì mình cung cấp chủ yếu là chơi spot 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 ăn chắc mặt bền. Nhưng nếu bạn bạn trẻ tuổi, bạn muốn màu hiếm, bạn muốn chơi đòn bẩy cũng được nha. Ở đây à, chỉ có một luật thôi là không có một cái luật nào hết miễn sao bạn thắng thắng và thắng nhưng nhớ là nếu bạn không có kinh nghiệm thì bạn phải đi tìm chỗ nào đó bạn học về future ok ở đây ok à, mình không có ở đây gọi là kinh nghiệm á, dày dặn á, thì mình chỉ là spot spot và spot ok và nhớ là chỉ một phần trăm nho nhỏ nè nếu bạn dùng những cái tín hiệu của mình để chơi future à, mình cứ ghi vài thông tin xuống để mình coi thì mình còn bỏ lỡ một cái thứ gì nữa không trong đó thì mình xin phép kết thúc ok sau cái video này thì mình sẽ đẩy những cái đồng altcoin ra cho bạn ok uh, ok xuống xuống và xuống xác suất nhiều hơn nha uh, ngay bây giờ một là nó có thể lên lại rồi sau nó cũng xuống đúng không lên lại rồi cuối cùng nó cũng xuống bởi vì cái sóng xe nó phải xảy ra hay là nó có thể xuống luôn ngay bây giờ là để cho nó cho nó xong cái sóng xe đi thiệt sự là mình muốn nó xuống luôn để những con số này để mình thu gom vô lên một chút đơn chấm hơn uh, chấm, hết ok nhanh gọn và lẹ ok chứ đừng có gây gưa ở đây dài quá mệt mệt ok Uh, ok cái phần trăm mà bi đã cầm đã xong ở đây rồi nó cao hơn cái phần trăm mà lên lại nghe bi vận chuyển thì nó nó phần trăm nó bi vận chuyển thì ít hơn nó đã nó đã xong rồi các okay. bạn uh, thấy cái vấn đề đau nè nó đẩy nó nhảy đẩy xuống đẩy xuống rất mạnh nghe còn bò lên thì rất chậm nghe rất chậm á thì cơ mình nó nói lên cái câu chuyện đó là Uh, cái thị trường chào uh, gấu 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 nha là thị trường xấu á cái là xuống 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 á cái thị trường gấu nó mạnh hơn thị trường châu ngay bây giờ ok bởi vì châu đi đi du lịch thế rồi ok châu đi du thế rồi okay. Um... ok đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này ok uh, nhớ nếu bạn kiếm được kiến thức bạn tìm được tiền bạn kiếm được uh, bạn kiếm được một giá trị gì trong những cái video này nhớ những cái chữ like giúp mình vậy thôi cảm ơn you. <laughs>